Xin chào mọi người, hiện tại website mình đang bán là alophone.vn nhé. Địa chỉ mình đang bán là đường Trường Chinh, Sài Gòn. Mọi người có thể qua đây để mua hàng trực tiếp thì rất là tốt. Ở đây website mình đang bán thì có màu đen, màu vàng và màu xanh. Trên con camera con màu đen này thì là đẹp nhất đó mọi người nha. Tại vì nó có phân một ít màu ánh tím thì nó nhìn trông nó sang hơn. Con này thì đã năm 2022 thì nó thiết kế là cổng Type C rồi. Sạc này thì nó nhanh hơn, nó chuẩn hơn và nó không bị lỗi. Ở đây thì nó sẽ có thêm màu vàng, mà lưng sau của nó giống như kiểu bằng da mọi người nha. Thì cái cụm camera của nó màu đen nên rất là nổi, đen vàng. Ở đây thì có cái màu xanh nữa. Thì màu xanh này thì nó gọi là màu nhạt nhạt đấy. Mọi người nhìn thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng và mát mắt. Ở đây khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì nó sẽ có tặng thêm một ốp lưng dẻo kèm theo. Còn nếu mà anh em là muốn nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ tìm trên mạng mình mua thêm. Hiện tại thì mình bật nguồn con này lên rồi thì mọi người thấy nó nút hông bên hông của nó là ngay có nút nguồn rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ vào phần camera chính của nó. Camera chính hiện tại ở đây thì chúng ta sẽ chụp được cái ảnh rất là nét này. Con này thì cái thông số của những cái dòng đời chung này thì mọi người thông số rất là cao nhưng mà chụp ảnh thì nó bình thường thôi. Còn nếu mà anh em muốn chọn cái loại đẹp hơn nữa thì chúng ta nên chọn cái loại flagship thì nó đắt tiền hơn, cái loại tầm 20-30 triệu thì mình không nói rồi. Thì những con này thì có cái phần chế độ là chụp ảnh chuyên nghiệp. Thì nếu anh em muốn zoom thì chúng ta zoom lên 1x, lên thành 2x, 3x và 5x nha. Thì đây thì nó zoom xa thì nó không được nét đâu, nó sẽ vỡ hình ảnh nha mọi người nha. Còn nếu mà anh em chụp trong hình ảnh điều kiện nó đủ sáng ấy, thì nó sẽ đẹp hơn, cái bức ảnh chúng ta sẽ tốt hơn. Ở đây nên là chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là cái phần màn hình. Cái màn hình của nó ở đây là 6,56 inch, theo nhà công bố là nó khoảng tầm 6,7 inch nhá. 6,6, 6,7 inch. Thì con này thì khi chúng ta sử dụng thì nó gọi là nó rất là to và nó dài. Đấy mọi người nhìn thấy này. Nếu mà chúng ta vào mạng, vào Facebook cái thứ thì nó quá tuyệt vời rồi, nó không bao giờ nó phải loát lại. Tại vì con chip xử lý của nó là 2,3GHz mà 8 nhân thì nó rất là nhanh. Chuyển sang cái phần TikTok đi. Thì nếu mà anh em bây giờ biết là TikTok nó rất là mạnh rồi nên chúng ta sử dụng con nào nó khỏe một chút. Thì khi mà lần đầu tiên thì mình vào mình sẽ đợi nó loát một chút xíu rồi bắt đầu mình sử dụng. Những lần sau đó là chúng ta vào thì không bao giờ phải chờ, nó giống hệt như Facebook thôi. Con này thì hiện tại mình đang bán trên mạng nó là 2,3 triệu nha mọi người nhé. Trên mạng thì người ta bán tới 3 triệu mấy, 4 triệu mấy thì mình cũng không quan tâm lắm. Mình cứ bán giá rẻ nhất cho mọi người xem nhé. Đây mình thử xem này. Giá con này người ta đưa là 4 triệu mấy, 4 triệu 6 rồi này. Thì bây giờ mình bán cho mọi người là 2,3 triệu nha mọi người nhé. 2,3 triệu. Thì bây giờ mình có thể đặt hàng qua số điện thoại các bạn đã nhìn thấy. Ở đây thì khi mà chúng ta sử dụng những cái phần tiếp theo đó là phần chơi game á, thì nó sẽ cần một thời gian nó hơi dài ấy, thì mình sẽ vào cho mọi người xem. Anh em nào quan tâm nữa thì phần game ấy, thì mọi người sẽ theo dõi tiếp theo nhá. Còn không thì chúng ta đã xem hết những cái chi tiết cần rồi. Ở đây thì khi chúng ta vào nghe nhạc ấy, thì nghe nhạc cũng to lắm mọi người. Nó có hai chế độ nhá, một chế độ là 100% pin và hai chế độ là gấp đôi lên là 200%. Ở đây thì chúng ta ấn khi ấn hết mức rồi ấy, thì nó là 100, còn chúng ta ấn thêm một nút nhấn một lần nữa thì nó là 200 nhá. Thì cái loa của nó cực kỳ to. Ở đây thì mình cho chơi game á. Xin lỗi, mình cho các em nhỏ xem phim á. Thì mình có cái nút là phóng lên TV. Thì khi chúng ta ấn vào cái nút biểu tượng đó thì chúng ta ấn lên TV cho mọi con trẻ nó xem không bị đau mắt á. Là một, thứ hai là chúng ta có thể điều khiển được cho em bé thích xem gì xem. Sử như là các bạn ngồi ở trong nhà nấu ăn mà mọi người muốn điều khiển TV em bé ra ngoài phòng khách xem á, thì mọi người cũng làm cái này rất là tiện nha mọi người nha. Thì cái màn hình con này thì chúng ta sẽ nhìn được độ sắc nét của nó rất là cao bởi vì nó là màn hình zin. Bên hông của nó là khe cắm sim nhé. Con này thì là hai sim và một thẻ nhớ, sim của nó tách rời. Và con này thì nó có sóng là 5G nhé mọi người nhé. A77 5G, mọi người lưu ý giùm em là A57 thì là 4G và A77 thì là 5G. Mọi người ấn vào đây. Còn sử dụng wifi của mình là wifi 5G thì nó sẽ hiển thị ngay băng tần 5G lên. Đó, chúng ta chọn vào để chúng ta sử dụng nó nhanh hơn rất là nhiều so với những wifi cũ và thông số của nó thấp hơn. Cùng chi tiết về máy này thì mình vào phần chơi game nhé.